Đố các người, tao có bao nhiêu phép thần thông? 72. Tao giỏi quá vậy. Trời, em trong người anh ra mà, em hiểu anh. Đúng. Ngày hôm nay tao sẽ biểu diễn cho các ngươi biết ta có thể hơn được 72 phép thần thông luôn. Trời, nghe gì anh? Tại vì trong game Tây Du có một tính năng rất là đặc biệt, đó chính là Thiên Kỷ. Đây là tính năng độc nhất trong Tây Du VNG, với tính chiến lược cực kỳ cao, là chiêu thức có thể phân tách ra từ các vị tướng mà ta đã mở ra. Sau đó mỗi tướng có thể gắn thêm được 3 Thiên Kỷ để ta tạo ra những skill mới. Ví dụ như Bát Giới cũng có thể sử dụng được kỹ năng của Tôn Ngộ Không ta, nếu như mà ta cho hắn. Nhưng ta không cho. Ta khéo lắm. Nhưng mà hắn nghe đồn Bát Giới nó ngu lắm, nó học không được đâu. Đúng rồi, nhỏ không học lớn lên thành Chư Bát Giới. Đúng vậy. Và Tôn Ngộ Không ta đây cũng có thể học được những chiêu thức khác, nếu như mà các người đầu tư cho ta. Tây Du VNG, hiệu triệu tam giới, đủ phép thật thùng, chiến đấy.